Những bài toán khó đỡ hồi đi học kiểu: nhà Lan cách trường 500 km. Quay lạ, sao con này nó đi học xa thế nhỉ? Mỗi ngày Lan đều đạp xe đến trường. Trời ơi, nghị lực nhỉ. Vận tốc đi xe đạp của Lan là 90 km/h. Úi giời ơi. Hùng đi ra chợ mua 300 quả chuối. Ô, thằng này có bị dở hơi không nhỉ? Mỗi ngày Hùng ăn số quả chuối là 50 quả. Ôi giời ơi, cái thằng này ăn chuối thay cơm à? Ăn hơn cả khỉ à? Chỉ số điện của nhà Nam đầu tháng là... số tiền điện của nhà Nam tháng này là 1 tỷ 400 triệu. Ôi dồi ôi, ôi thế nhà mày ăn điện à? Nhà Sang có 3 người. Mỗi ngày nhà Sang ăn cơm 3 bữa. Trong 1 tháng gia đình Sang ăn khối lượng gạo là 4 tấn. Ôi dồi ôi, voi à? Lớp bạn Linh có 42 học sinh. Tính số học sinh nam và học sinh nữ. Rồi lập hệ phương trình thôi. Rồi tính. Số học sinh nam là 23,5 bạn. Số học sinh nữ là 18,5 bạn. Có thấy lớp này có vong à? Một người công nhân phải vác mỗi bao xi măng nặng 50 kg. Biết mỗi ngày người công... tổng khối lượng xi măng mà người công nhân này vác hết trong một ngày là... là bao nhiêu đây? 4.500 tấn. Còn công nhân hay là siêu nhân? Những bài toán khó đỡ khi đi học kiểu: tuổi của bố là 26, tuổi của mẹ là 21. Biết này, số tuổi của con là 8 tuổi. À mà khoan, FBI. Phòng ngủ của bạn Hoa được lát bằng gạch hình vuông có cạnh là... lặp 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 là... tính diện tích phòng ngủ của bạn Hoa. Diện tích phòng ngủ của bạn Hoa là 86.000 m². Con này ngủ trong rừng à? Tuổi của Tuấn là... gọi tuổi ông nội của Tuấn là X. Lặp lặp lặp. Ông nội có số tuổi là... âm 72 tuổi. Ông này là người âm à? Những bài toán khó đỡ khi đi học kiểu: một trường học có 50 lớp, cho phương trình làm là làm là số học sinh của trường là bao nhiêu? Số học sinh của trường bấm là 650,33333 học sinh. Ủa cái gì vậy trời? Là sao? Nhà ông An trồng xoài trong vườn. Biết này, tính số cây xoài trong vườn nhà ông An. Số cây xoài trong vườn nhà ông An là âm 5.000 cây. Úi dồi ôi, ông An trồng cây xoài dưới lòng đất à? Một vận động viên điền kinh chạy quãng đường, đây, tính vận tốc của vận động viên này. Vận tốc của vận động viên này là 125 m/s. Chiếc vòng cổ của mẹ Lan gồm 50 hạt cườm. Biết số đo đường kính. Lạp 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 lạp. Tính khối lượng vòng cổ của mẹ Lan. Khối lượng chiếc vòng cổ của mẹ Lan là 35,5 kg. Úi trời ơi, mẹ Lan chắc cũng cập tạ dữ lắm này. Tuổi của bà nội là 60. Tuổi của ông nội là 63. Cho biết tỷ lệ. Bla bla bla. Số tuổi của cháu nội là 67 tuổi. Úi trời ơi, một người đào một cái hố. Biết diện tích, độ sâu. Hỏi người này mất bao lâu để đào xong cái hố.
người này mất bao nhiêu thời gian để đào xong cái hố? 63 năm. Úi dồi ôi, cái đào xong là nằm xuống luôn là vừa à?